Theo cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu, thì nhiệt độ đại dương đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 2 vừa qua. Cụ thể là nhiệt độ mặt nước biển trung bình toàn cầu trong tháng 2 năm nay đạt 21,06 độ C, vượt qua kỷ lục được thiết lập trước đó vào tháng 8 năm 2023 là 20,98 độ C. Tháng 2 năm nay cũng là tháng 2 nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Trước đó, đầu tuần này, các nhà khoa học cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra hiện tượng tẩy trắng san hô hàng loạt toàn cầu lần thứ tư ở khu vực Nam Bán Cầu. Đây có thể là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử hành tinh. San hô bị tẩy trắng do nhiệt độ cao, loại bỏ các loại tảo có ích, đầy màu sắc sống trong các mô của chúng. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của các hệ sinh thái dạng san hô vốn đã rất mong manh, khiến các bờ biển không được bảo vệ trước tình trạng xói mòn và các cơn bão. Thank you.